vị mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố bắt một người đàn ông quốc tịch Latvia, 38 tuổi, ngụ tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đây là ông Trùm đứng đằng sau các web cho vay tamo.vn và findo.vn bị công an phát hiện hồi tháng 4 năm 2023. Cơ quan điều tra xác định lãi suất cho vay của các công ty này gấp 20 lần cho đến 68 lần mức lãi suất cao nhất cho phép theo quy định của Bộ luật dân sự. Liên quan đến vấn đề này trong chuyên mục nhận định ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với Thạc sĩ luật sư Nguyễn Đức Thăng Ý, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh để cùng lắng nghe những nhận định của luật sư về những vấn đề pháp lý liên quan đến vụ việc này. Lần đầu tiên thì Thu Hà xin được cảm ơn Thạc sĩ luật sư Nguyễn Đức Thăng Ý vì đã nhận lời mời tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Thưa luật sư, cơ quan điều tra xác định lãi suất cho vay của các công ty như đã nói thấp nhất là 401,5% trên một năm và cao nhất là 1.379,7% trên một năm, gấp từ 20 lần cho đến 68 lần mức lãi suất cao nhất cho phép theo quy định của Bộ Luật Dân Sự. Về mặt pháp lý thì ở vụ việc này sẽ bị xử lý như thế nào và đặc biệt là người chịu trách nhiệm chính đối với những giao dịch cho vay lãi nặng này sẽ bị xử lý ra sao ạ? Theo quy định của pháp luật hiện hành thì hiện nay pháp luật tôn trọng cái sự tự nguyện thỏa thuận của các bên trong quá trình giao dịch về cho vay. Tuy nhiên pháp luật hiện nay cũng đã có cái quy định để khống chế cái mức lãi suất. Hiện nay theo quy định tại điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về cái lãi suất cho vay thì lãi suất cho vay thì pháp luật hiện nay quy định là do các bên thỏa thuận. Tuy nhiên trường hợp các bên có thỏa thuận về mức lãi suất thì cái lãi suất mà các bên thỏa thuận thì không được vượt quá là 20% trên một năm của cái khoản tiền vay trừ trường hợp là các cái luật khác có liên quan quy định khác ví dụ như luật các tổ chức tín dụng trường hợp mà lãi suất thỏa thuận mà vượt quá cái mức lãi suất mà các bên đã thỏa thuận thì lãi suất được giới hạn quy định tại đoạn này không được vượt quá cái mức mà lãi suất đã quy định như tôi đã trình bày như trên còn nếu trong trường hợp các bên thỏa thuận cái mức lãi suất mà vượt quá 20% trên một năm của cái khoản tiền vay thì cái phần vượt quá này không có hiệu lực. Ở trong trường hợp các bên khi thực hiện cái thỏa thuận uh, cho vay, thực hiện cái giao dịch cho vay có thỏa thuận về lãi suất nhưng không thỏa thuận cụ thể, không thỏa thuận rõ ràng. Mà khi có tranh chấp xảy ra về cái vấn đề lãi suất thì cái mức lãi suất uh, tòa án xác định là không quá 50% mức lãi suất như tôi đã trình bày nhau trên. Như tôi đã phiền dẫn, pháp luật hiện nay đã quy định uh, ấn định cái mức lãi suất mà các bên thỏa thuận À, là không được vượt quá 20% trên một năm của cái khoản tiền vay. Do đó người nào trong cái giao dịch dân sự cho vay mà thực hiện cái việc cho vay mà nhận lãi, lấy lãi của bên vay cao gấp 5 lần trở lên của cái mức lãi suất cao nhất mà bộ luật dân sự cụ thể tại điều 4568 bộ luật dân sự quy định mà tôi đã viện dẫn. Và hành vi này có dấu hiệu của tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo điều 201 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Và nếu trong trường hợp cái hành vi này thực hiện nhưng đã bị xử phạt với phạm chính về hành vi này hoặc đã bị kết án với tội danh này mà chưa xóa án tích thì có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm thu lợi bất chính số tiền từ 100 triệu đồng trở lên thì có thể bị phạt tiền từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng hoặc có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Điều 201 của Bộ luật hình sự còn quy định ngoài hình phạt chính thì người phạm tội có thể bị cái hình phạt là phạt bổ sung. Cụ thể cái hành vi này có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc bị cấm đảm nhiệm chứng vụ, cấm hành nghề hoặc làm một công việc xác định từ 1 đến 5 năm. Ngoài ra thì như tôi cũng đã trình bày toàn bộ số tiền mà thu lợi bất chính được xem là cái tài sản phạm tội mà có do đó cái khoản tiền này cái khoản tiền lãi suất mà anh thu lợi này thì có thể bị tịch thu và xung vào công quỹ nhà nước ông trùng đứng đằng sau các web cho vay lãi nặng là một người quốc tịch Lavia 38 tuổi cư trú tại thành phố thủ đức nhiều bạn đọc thắc mắc rằng pháp luật Việt Nam sẽ quy định như thế nào về việc xử lý những người phạm tội là người nước ngoài, cụ thể là trong trường hợp này thưa luật sư. Theo quy định tại điều 5 của Bộ luật hình sự năm 2015, cái quy định về hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì hiện nay Bộ luật hình sự quy định là bộ luật hình sự được áp dụng đối với tất cả mọi hành vi vi phạm được thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam. Dù bất cứ người nước ngoài nào thực hiện hành vi phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì cũng đều bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật hình sự. Đặc biệt trong trường hợp này thì cái người chủ mưu được xác định là chủ mưu là đối tượng người nước ngoài. Do đó quy định tại khoảng 2 điều 5 của bộ luật hình sự quy định thì đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc nếu họ thuộc các đối tượng được miễn được hưởng cái quyền miễn trừ à, ngoại giao hoặc là lãnh sự theo pháp luật Việt Nam theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo cái tập quán quốc tế thì cái vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc theo quy định của tập quán quốc tế. Còn trong trường hợp nếu điều ước quốc tế không có quy định hoặc không có tập quán quốc tế thì trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con đường ngoại giao. Như vậy trong trường hợp này, cái người đàn ông có quốc tịch nước ngoài này nếu trong trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng xác định họ không thuộc các trường hợp nêu trên họ phải chịu trách nhiệm hình sự như người Việt Nam thực hiện hành vi phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam. Cũng cần mở rộng thêm rằng À, cũng có nhiều bạn đọc thắc mắc rằng trong trường hợp này thì cái người nước ngoài này à, có à, bị dẫn độ về cái quốc gia của họ để à, điều tra và xét xử hay không thì à, chúng tôi cho rằng thì cái chúng ta khi mà nói đến vấn đề dẫn độ thì hiện nay à, pháp luật Việt Nam cũng đã quy định về các cái nguyên tắc cái trình tự thủ tục dẫn độ thì hiện nay đã được quy định là trong cái bộ luật hình sự năm tố tụng hình sự năm 2015 và luật uh, tương trợ tư pháp năm 2007 thì uh, hiện nay uh, ngoài các cái quy định của bộ luật tố tụng hình sự và luật tương trợ tư pháp thì hiện nay cái việc uh, hoạt động dẫn độ còn phải chịu uh, điều chỉnh của nhiều cái điều luật nhiều cái cái đạo luật khác ví dụ như là luật tổ chức uh, cơ quan điều tra hình sự luật đặc xá luật cư trú uh, luật quốc tịch luật khiếu nại, luật tố cáo và các cái văn bản quy phạm pháp luật khác. thì hiện nay à, các cái quy định của luật tương trợ tư pháp cũng như bộ luật tố tụng hình sự quy định về cái nguyên tắc hợp tác quốc tế trong cái tố tụng hình sự thì cũng đã quy định rất rõ và cụ thể tại các cái điều 32, điều 35 thì quy định các cái trường hợp là uh, các cái trường hợp là phải dẫn độ và các trường hợp là Việt Nam từ chối dẫn độ trong trường hợp nào và nghiên cứu các cái hiệp định về dẫn độ của Việt Nam đã ký kết từ năm 2003 à, đến năm 2021 thì chúng tôi thấy rằng hiện nay Việt Nam chúng ta chưa có ký cái hiệp định về dẫn độ đối với quốc gia Latvia mà cái quốc gia mà cái xác được xác định là cái nơi quốc tịch của cái người chủ mưu trong vụ án này trong vụ việc này vì đó chúng tôi thấy rằng là nếu Việt Nam chưa ký hiệp định về dẫn độ đối với quốc gia này thì tôi e rằng việc dẫn độ là sẽ khó thực hiện thực hiện à, trong cái vụ án này thì cơ cơ quan tiến hành tố tụng bước đầu xác định là cái người quốc tịch đàn ông quốc tịch Latvia này có vai trò chủ mưu thì theo quy định của pháp luật hiện hành pháp luật hình sự thì hiện nay pháp luật trong quá trình mà điều tra xét xử thì pháp luật hiện nay cũng quy định là nghiêm trị những người cầm đầu chủ mưu và có khoan hồng đối với cái người những cái người mà giúp sức thì chúng tôi cho rằng thì với với cái vai trò chủ mưu và cái số tiền cái cái mà thu lợi rất lớn cái số tiền mà thu lợi bất chính rất lớn trong cái vụ việc này do cái thực hiện hành vi là cho vay lãi nặng thì chúng tôi nghĩ rằng là pháp luật Việt Nam chắc chắn sẽ có những cái quy định và hiện nay các cơ quan tiến hành tố tụng cũng đang tiến hành điều tra điều tra vụ việc do đó là chúng tôi nghĩ rằng là sẽ xử lý cái vụ việc này đúng cái quy định của pháp luật phù hợp với quy định pháp luật để ngăn ngừa răng đe giáo dục phòng người chung cho những cái đối tượng mà có cái suy nghĩ có cái ý đồ thực hiện cái việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tiếp theo. Xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. kính thưa quý vị đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục nhận định cũng đã hết. Tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc.